Chào mừng quý khách đã trở lại kênh YouTube của công ty Thái Xuân. Trên tay tôi đang là sản phẩm bút vẽ mỹ thuật của Anacota, sản xuất tại Nhật Bản. Model này là HP CF. Cái model này đời thấp so với cái HP CH. CH là cao nhất, CP là đời trung và đây là đời thấp hơn HP CF. Đấy, thấp cũng đắt chứ cũng không phải rẻ. Một cái cũng được 4,5 triệu một cái. Nhưng là nó hàng của Nhật thì model này cũng được nhiều người sử dụng. Ở trong là nó quảng cáo này, các cái đời Hainai HP CH này có nút điều chỉnh hơi này. Rồi đời HP C Plus không có điều chỉnh hơi, là HP CB đây. Còn HP CS đây là cái dòng đang cầm tay. Highlight, High Performance và đây là Eclipse này. Đây là dòng Eclipse series này. Nó có mấy model nhưng là cái model CS này thì phổ thông hơn. CS cốc của nó bự hơn. So với cái CP thì nó cái phần đuôi này nó tiêu biến đi, còn cái phần đầu thì chất lượng nó cũng thế thôi, cũng không chất lượng nó cũng không có gì, nhưng để được có một cái sản phẩm giá rẻ thì người ta bớt đi một số thứ, tức là bớt cái nút chế độ điều chỉnh này, thay vì cái nút điều chỉnh thì mình dễ điều chỉnh hơn thì đây người ta ấn đi, đây phải dựa vào tay mình, không ấn quá sâu là tay bấm giỏi thì vẫn bình thường, chứ còn không cần phải cứ chặn sau nữa. Đấy. Nhưng cái dòng này thì giá lại vừa tiền, tầm 4,5 triệu một con thôi. Và sự thật là cái nút này người ta thừa sức sản xuất, và những cái nút này của các hãng khác nhau cũng đều nó vừa. Ví dụ đây là hãng của Ikota, nhưng là nếu mà có một hãng của quốc gia khác, Đài Loan, Trung Quốc thì cũng đều vừa hết, nó chả có cái gì đặc biệt. Đây là có một con bút vẽ khác cũng lắp thử này. Đây thì nó lại thành một con bút vẽ khác rồi. Nó chỉ là cái đầu chặn chứ còn không có cái gì đặc biệt cả. Vẫn điều chỉnh như nhau. Tất cả cái này nó thiết kế là cùng với nhau, kích cỡ hết rồi. Đi theo này thì có những gì đây? Anacota HP CF Made in Japan này. Không có điều chỉnh hơi nhá, còn cái này điều chỉnh đằng sau đuôi thì bị che đi rồi. Ai muốn cái có cái điều chỉnh đuôi thì có thể mua thêm được, mua của các hãng khác lắp vào cũng được, không nhất thiết phải của Anacota. Ở trong này thôi này, dòng Elip này, bắt nít của nó này. Xong rồi là trong nó có cái cờ lê và một cái cũng bản vẽ test. Đây là bản vẽ của con HPCS. Thế là để xem lại, xem là so với bản vẽ của con HPCP thì có khác nhau không. Đây bản test đây. Nó cũng nét cũng khá, không có khác nhau nào mấy đâu. Có vẻ một số chi tiết này nó mỏng hơn một chút xíu này. Tinh xảo của nó. Thế là người ta không phải là sao chép hàng loạt, mỗi bút vẽ đều dùng chính cái bút vẽ đây để test ra giấy trước khi bán. Cái này là từ nhà máy Anacota Nhật nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.